Chia tay lấy sự kiện Thanh Long và sát thủ phá hoa. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Vâng, chỉ còn ít giờ nữa thôi chúng ta đã phải chia tay lễ hội rồng rồi các bạn ạ. 5 giờ 37 phút nữa thôi là chúng ta sẽ không còn được gặp lại những anh em đến từ đơn vị lính sự kiện. Đó chính là Thanh Long và xạ thủ pháo hoa. Bạn nào mà chưa lấy cái mũi tên băng giá thì nhanh tay làm ơn những thời gian còn lại hãy lấy ngay cho tớ các bạn nha. Sếp nào mà mụng vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 147 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào tự nạp được rồi, anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ thì mình sẽ chơi lính sự kiện ở các cấp độ nhà chính khác nhau. Let's go. Và đây là nhà chính tha hơn 8 múc nhau thôi. Mình mang set đi à. Set này thì sẽ đập cây thổi gió một chút nhỉ. Mà mình đánh ngược thì đâu có sợ đâu. Rồi. Yo man. À, kinh động đất. Xạ thủ pháo hoa của tớ thì vẫn đi hai bên. Rồi, balloon. Trong này là con gì đây? Tôi kệ, vào tiếp. À, Thanh Long xạ thủ pháo hoa. Và đây là nhà chính cấp 8. Let's go. Cuồng nộ cho Thanh Long nào. Bắt cái air defense đi bạn ơi. Mình đánh trận này không xài băng luôn. Vụt thoải mái luôn. Đó, Thanh Long vượt đại dương. Yo yo. Kinh động đất, chạy vào để bế cái air defense nào sếp. nhìn con rồng này, vụt mấy nhà cấp 8 này đã thật sự chứ. Rồi, ok. Và như vậy là chưa đến 1 phút rồi đã xong một bay rồi. Vâng, 4, 3, 2, 1 phút. Yeah, vừa tròn luôn nha. Tiếp tục nào, cấp độ nhà chính cao hơn. Chúng ta tha hơn 9. Là gặp quả tha hơn 10 này thôi thì cũng chơi. Trong này là balloon à. Ok. Hai em một bên này. Hình này. Queen này. Balloon này. Azuri Thanh Long. Thêm cuồng nộ cho anh em bắt. Sung lắm. Bịt Inferno lại đã. Đúng rồi. Cứ phải để cuồng nộ cho các bạn này vào. Nó mới phấn khởi lên được. Inferno một tia là nguy hiểm nha. Áp bật gồng kinh. Em Queen. Úi xời, mũi tên khổng lồ để múc một cái air defense. Rồi, chạy sang bên này nữa. Tha hơn 9, múc luôn tha hơn 10. Này thì air defense này. Rồng gây sát thương lan. Úi giời, dính một quả bom đèn bên kia. Rồi, chơi sự kiện mà làm video này kỷ niệm để hôm sau chúng ta sẽ xem lại. Đấy, ngày xưa đó chúng ta chơi những combo như thế này vượt cấp ra sao. Ô, trận này ít hơn một số thời gian rồi. Chắc là 1 phút khoảng 7 giây. Không, 1 phút 3 giây trận thi đấu này. Êm xịt luôn, còn nghẻ nhá. Và như vậy là nhà chính town 10 này hơn 1 triệu mỗi loại đấy các sếp ạ. Và anh sẽ chọn phương án tấn công ở phía bên đây. Không ăn được cái Inferno, thôi không sao đâu. Mình sẽ sử dụng một pháo hoa bên này, King Queen bên này, rồi balloon này, rồng và xe phóng gỗ. Tất cả bình tĩnh, độc dược cho em Queen trong tình huống này một chút. Cuồng nộ cho bầy rồng, bật gồng kinh động đất lên, đầu tư đóng băng bịt em Queen. Rồi, vậy là chúng ta đã hết bình cuồng nộ. Bịt băng ở đây nữa này. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đúng rồi. Cái thử gió và air defense. Chờ một chút. Chờ một chút. Đã bịt được cây thổ gió rồi. Đúng rồi, Zeti đang làm hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy. Đúng. Queen, mũi tên khổng lồ. Chờ cho nó bắn vào trong một chút xíu đã. Tớ sử dụng mũi tên khổng lồ cho em Queen mà. Dọn một góc rất đẹp.
Và như vậy nhà chính Town 10 này lại bay màu thôi. Ổn áp luôn. Rông vẫn đang thoải mái. Và sử dụng một em pháo hoa đi cắt góc. Mà tâm này em ấy vẫn đang còn khỏe. Mang đi 5 rồng. Thì bây giờ chúng ta vẫn đang còn 4 rồng. Được. Thành Long này mượt đấy. Đấy. Combo này. Lần sau tôi sẽ nhớ kỷ niệm nó lắm. Ok. Nhà chính Town 11 này. Xúc nào bạn ơi. Mình xem. À bên này nó ít đội quân này. Thì cho King Queen quản giáo một bên. Thanh Long của tớ sẽ ở đây. Đừng các bạn cứ chê nó là con giun mặt chuột. Đừng có chê nó vậy các bạn. Đằng nào năm rồng này nó cũng khét lẹt lẹt đấy. Tớ sẽ đầu tư bịt cái thổi gió bật gồng kinh ở cánh bên này. Thêm ngay bình cuồng nộ cho anh em cụm trung tâm. Đóng băng đại bàng. Đấy. Anh em vô. Tiếp tục bịt Inferno một tia. Anh em để ý mà xem. Mấy xếp Thanh Long này mà bới được bằng cái bình cuồng nộ vào thì nó mục nhanh lắm. Úi xời. Sang bên này. Một loạt tung trưởng của nó. À, đấy kinh mình à. Mình cứ tưởng kinh của bên kia. Rồi. Úi xồi ôi. Úi xồi. Thanh Long trưởng đi em. Một hit nữa kia. Úi xồi ôi. Bom đạn. Úi xồi ôi. Vẫn còn cơ hội cơ mà. Tàn nhưng không phế. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em này nữa. Múc được. Ngon luôn chứ còn gì. Queen em này là Queen băng giá. Đúng rồi. Chờ em ấy lên đây một chút xíu. Rồng trưởng lan đi em. Được. Rồng Queen. Đấy, em này là lắp được Queen tàng hình với cả là mũi tên băng giá rồi mà. Xoay. Hoàn hảo luôn cho nhà chính Town 11. Tiếp tục lên nhà chính cao hơn làm các xếp ơi. Ồ, nhà này giàu quá nhờ. Nhà này gần 1 triệu đấy. Mình đã hạ được một bên rồi. King Queen này. Áo hoa này. À, chỉ có 4 balloon thôi. Ok. Cường độ. Đúng rồi. Và thêm cánh cầu chiến trong trường hợp này. 3, 2, 1. Gồng thôi nào bạn ơi. Anh em Thanh Long của chúng ta đang vượt đại dương. Bịt ích bầu. Bơm ngay bình cuồng nộ. Rồi. Kinh này là kinh găng tay đúng không? Đúng. Anh em... cố gắng lên nào. Chúng ta đang có cái inflow nhiều tia đốt một số cháu. Em Queen đang bị expo mặt đất nó quét. Chạy đi. Chạy ngay đi. Bớt gồng lên ạ. À. Đúng rồi. Ý xời. Lại inflow nhiều tia gì. Tớ không sợ bạn đâu. Rồng Thanh Long của tớ mạnh mẽ lắm. Đừng có giỡn. Múc nó. Lại tiếp tục một trận thi đấu 3 sao nữa rồi các bạn. Rồng bên này đang xanh lè xanh lét 4 con. Bên này 2 con. Ô như vậy là chưa hẹo con rồng nào. À, đúng là chưa hẹo con rồng nào thật các bạn ạ. Chỉ có là hẹo balloon với tướng thôi. Lính clan nữa. Đấy. Thanh Long vượt đại dương. Thanh Long vượt bay này. Xoay. Tuyệt vời. Đấy là nhà chính Town 12. Đã xong và có phần thưởng nữa là lên triệu. Hợp lý. Mình đang nhà chính Town 13 mà thử đánh vượt cấp cái nhà này xem sao các sếp. Ok, let's go. Được. Tớ mong là được. King Queen này. Cánh bên này này. Hai pháo hoa cánh bên này này. Ok. Balloon này. Thanh Long của tôi này. Ok, let's go man. Bật khí cầu chiến cả này nhá. Gồng lên bạn ạ. À. Cuồng nộ này, cuồng nộ này. Nó đang vượt qua đấy, vượt đại dương đấy các sếp. Bịt em Queen, bịt máy bắn đá, gồng kinh. Thêm cuồng nộ cho đơn vị mình ở phía trong. Ok, bên này Edifan. Hôm nãy giờ quên thả Roy Champion vào. Đào đầu thật.
đánh mà còn quên thả Royal các sếp ạ. Đây mình sẽ cho thả độc bắt một con sương cứu Royal Champion bất ngông Queen. Thả đóng băng bịt máy bắn đá với cả là Inferno nhiều tia lại. Đại bàng bên này vẫn đang tranh thủ cơ hội gì. Cho bạn tắt điện luôn. Rồi Champion của chúng ta 3, 2, 1 bật nhau bánh tung, tung. Ừ, cố lên em. Edifan ở đây sẽ nằm thôi. Và như vậy là một trận thi đấu vượt cấp tốt đến từ nhà người chơi Town 13. Múc vào nhà Town 14. Rồi còn quản giáo nữa. Còn pháo hoa ở bên kia nữa. Chịu được nhiệt không em? Pháo hoa đang đục. Ô, còn xương á. Đau đầu thế nhờ. Đúng rồi. Đúng rồi, một mình quản giáo gánh tim. Nhưng vấn đề là phải không có bom bẫy nữa cơ. Chứ có bom bẫy mà nằm ở đây nữa thì nhau. Ơ cái gì đây, quản giáo kệ đó chứ. Ui giời ơi. Thì chắc là vẫn 3 sao thôi. Nhưng mà nó hơi bị đầu lâu một chút. Được, bạn đi lên đây. À nãy giờ là có cái gì? Thôi bó tay thật chứ. Đúng canh rồi. Ok, nhà chính Town 15. Nhà này cũng gần 1 triệu. Let's go, let's go. Suy nghĩ tấn công vào hướng nào cho nó hợp lý đấy các bạn ơi. Ok. King, Queen. Rồi, let's go. Quản giáo này. Và chuẩn bị khí cầu chiến cho tớ trong khu vực này. Bật gồng quản giáo, tốt. Rồi. Rồi, ok. Như vậy là lính clan chúng ta đã có ở đây. Sẽ xài ngay một bình cuồng nộ cái đã. Inferno một tia. Đốt gì đấy? Đốt gì tới đấy? Tiếp tục bằng Inferno một tia ở cánh bên này lại. Ủa, kinh của chúng ta chạy đi đâu rồi? Bật gồng Queen của chúng ta lên. Bắt máy bắn đá của đội bạn. À, kinh chạy dẹo sang bên này rồi à? Úi dồi ôi. Bảo sao mà một mình em Queen đứng chơ vơ bên đây. Từ từ, bịt máy bắn đá để cứu anh em. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thời tới rồi. Đúng, một đường quyền nữa đi ạ. Đúng rồi, đẹp lắm. Kinh con voi thờ đang cất dành cho nó đến về cái máy bắn đá cũng phía dưới này đây. Anh Long vượt đại dương thì bị nằm mất mấy cháu rồi. Chào bánh. Yeah, múc. Đúng rồi, kinh con voi. Trời, nẹt luôn bạn ạ. Này thì hợp lý này. Ok luôn. Tiếp tục đến với nhà chính Town 16 cho trận đánh cuối cùng thôi. 15 nó cũng bá đạo chứ giỡn à. Ok luôn. Bonus nữa là lên 1 triệu rồi chứ còn gì. Đẹp lắm. Nhà này siêu giàu luôn các sếp ạ. 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi. Dù có 3 sao hay không thì tớ cũng múc để làm video cho anh em thấy được cái sự khủng của cái ngôi nhà, ngôi làng này. Ok my friend. King. Ok luôn ạ. Nó nhiều tài nguyên quá. Không bem thì nó lại phí ra. Rồi. Bật gồng quản giáo. Ui thanh niên King của mình hơi bị nhọ nhem chút mà. Kệ đi. Điều chúng ta cần là ở đây. Bật gồng King. Thêm bình cuồng nộ vào. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà chính múc cho em cái này. Múc múc nhà chính. Lực lượng phía trong này nữa. Úp Royal Champion nãy giờ quên vô à. Vào đi em. Xóa đi em. Đúng rồi. Chuẩn bị vút mạnh mẽ vào đi em. Đây nữa này. Phải cứu cái cụm này lại. Cứu cái cụm này lại. Nguy hiểm đấy. Đấy cái đội đại bác bật này. Nó bật là đau lắm. Này. Và như vậy lại phải 3 sao rồi các sếp ạ. Wow. Anh em nghĩ sao về cái nhà nhiều tài nguyên như thế này? Hãy comment ngay ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới về cái trận giàu nhất của các sếp đã farm được là bao nhiêu ở phần bình luận phía dưới nhá. Và hôm nay sếp đã farm được trận nào giàu chưa?
Ui giời, nếu chưa thì tới nhà vía cho các bạn nha. Và lưu ý anh em hãy cố gắng trải nghiệm nốt những giờ còn lại ngắn ngủi của sự kiện lễ hội rồng này đi, bởi vì chúng ta sắp phải chia tay nó rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video và live stream sắp tới. Nếu anh em thấy thích video này của tớ thì cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhá. Và hãy nhớ lấy mũi tên băng giá nhá. Chúc tất cả các bạn ngày mới tốt lành. Bye bye.